Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với Vlog bóng đá. Trước khi bắt đầu với những thông tin bóng đá mới nhất có trong 24 giờ qua, các bạn vui lòng bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất, nhanh nhất và nóng hổi nhất mỗi ngày. Còn bây giờ sẽ là những điểm tin chính có trong ngày hôm nay. U20 Việt Nam giành chiến thắng giòn giã trước U20 Hồng Kông. Họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Đinh Thế Nam vui mừng, huấn luyện viên U20 Hồng Kông thừa nhận đội tuyển U20 Việt Nam quá mạnh. U20 Việt Nam thắng đậm Hồng Kông 5-1, tạo tiền đề cho các trận tiếp theo. U20 Việt Nam ra sân với trang phục toàn đỏ truyền thống, với đội hình gần như mạnh nhất để chiếm ưu thế trước U20 Hồng Kông. Nhằm có một chiến thắng đậm, cạnh tranh hiệu số với Indonesia, nếu không may, lượt cuối hai đội hòa nhau. Ngay từ những phút đầu tiên, Việt Nam đã đẩy sức ép mạnh mẽ lên hàng thủ của U20 Hồng Kông. Phút thứ 7, Xuân Tiến cướp bóng ngay trong chân cầu thủ đối phương và tung đường chọc khe thông minh. Quốc Việt băng xuống rất nhanh để dứt điểm nhưng không thành công. Đây là cơ hội đầu tiên của đội tuyển U20 Việt Nam ở trận đấu. Ngay sau đó, phút thứ 9, từ một quả đá phạt bên cánh phải, Phan Khang sút thẳng đưa bóng về góc xa khung thành. Thủ môn U20 Hồng Kông không thể cản phá nhưng bóng lại chạm cột. Đến phút 15, tiền vệ cánh số 11 nỗ lực đột phá bên cánh trái và dứt điểm bằng lòng trong chân phải. Nhưng cú sút của anh chưa đủ khó để đánh bại thủ môn đối phương. Phút 25, sau đường chuyền của anh Tú, Xuân Tiến thực hiện cú sút quyết đoán trong vùng cấm. Bóng căng thẳng vào góc cao trong khung thành, không cho thủ môn U20 Hồng Kông cơ hội cản phá, mở tỷ số của trận đấu. Phút thứ 31, U20 Việt Nam có pha phối hợp tốt với sự tham gia của Văn Khang và Thanh Nhàn. Đường chuyền vào trong của Văn Khang đưa bóng chạm tay hậu vệ U20 Hồng Kông trong vùng cấm. Trên chấm phạt đền, Quốc Việt đánh lừa thủ môn đối phương để nâng tỷ số lên 2-0. Ngay sau khi nâng tỷ số, đội tuyển U20 Việt Nam vẫn liên tục gây sức ép lên cầu môn của Hồng Kông. Đến phút thứ 34, Nguyễn Thái Sơn tung cú volley ngoài vùng cấm, bóng đi rất căng nhưng thủ môn U20 Hồng Kông đã bay người cản phá đẹp mắt. Phút thứ 39, U20 Hồng Kông có cơ hội đầu tiên trong trận đấu từ tình huống tấn công biên phải ấn tượng, nhưng ở một tư thế dứt điểm thoải mái, An Viang Chan sút không trúng tâm bóng và đưa bóng ra ngoài. Kết thúc hiệp 1, U20 Việt Nam dẫn trước 2-0 sau 45 phút đầu tiên. Hàng tiền vệ chơi tốt giúp đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam áp đảo thế trận. Trong đó, hai tiền vệ con thoi là Xuân Tiến và Văn Khang thi đấu ấn tượng, tạo ra nhiều cơ hội cho đồng đội. Ở hai cánh, Văn Cường, Anh Tú cánh phải và Bảo Long, Thanh Nhàn cánh trái thể hiện khá ổn khi lần đầu được huấn luyện viên Đinh Thế Nam trao cơ hội ở một giải đấu lớn tầm cỡ châu lục. Ngay những phút đầu tiên của hiệp 2, U20 Việt Nam có sự thay đổi người đầu tiên khi Nguyễn Đức Phú vào sân để chám vào vị trí của Nguyễn Thái Sơn để lại. Nhằm đảm bảo thể lực cho các trận sau của đội tuyển U20 Việt Nam ở các trận tiếp theo vì giải đấu khi lịch thi đấu khá gay gắt, 5 ngày 3 trận. Phút 52, Bảo Long có tình huống xuống biên rồi trả ngược về tuyến 2. Sau đó, Xuân Tiến tung cú sút ngoài vùng cấm, hạ gục thủ môn U20 Hồng Kông, nâng tỷ số lên 3-0 cho U20 Việt Nam. Đội hình U20 Hồng Kông phải liên tục lùi sâu để phòng ngự trước sức ép cực kỳ lớn của U20 Việt Nam. Phút 58, hai cầu thủ chơi khay từ đầu trận là Thanh Nhàn, Văn Khang có pha phối hợp ăn ý và kết thúc bằng cú dứt điểm chéo góc của đội trưởng U20 Việt Nam. Thủ môn U20 Hồng Kông đổ người khá nhanh nhưng không thể cản phá, tỷ số được nâng lên 4-0 cho U20 Việt Nam. Phút thứ 69, đội trưởng người chơi khay nhất của đội tuyển Việt Nam lại mắc sai lầm không thể bỏ qua được khi phạm lỗi với tiền đạo U20 Hồng Kông ngay trong vòng cấm. Ở trên chấm 11m, thủ môn Huy Hoàng đã cản phá được cú đá phạt đền nhưng tiền đạo đối phương băng vào đá bồi thành công ngay sau đó, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4. Sau bàn thua, U20 Việt Nam không còn tấn công dồn dập mà chỉ bất ngờ tăng tốc ở một số tình huống. Khi kết quả trận đấu gần như đã ngã ngũ, đoàn quân huấn luyện viên Đinh Thế Nam chơi chậm để giữ sức cho các trận tiếp theo. Như đúng phương án và chiến thuật ban huấn luyện của đội đề ra, huấn luyện viên Đinh Thế Nam cũng đã cho các cầu thủ trụ cột ra sân nghỉ ngơi. Xuân Tiến, Quốc Việt được cho ra nghỉ, hai cầu thủ vào thay là Lê Quang Hiển và Nguyễn Văn Tú. Ở những phút còn lại, hai đội thi đấu chậm nhằm đảm bảo thể lực cho các trận kế tiếp. Tưởng chừng tỷ số của trận đấu sẽ kết thúc 4-1. Thì ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, U20 Việt Nam có tình huống phạt góc. Sau pha đá phạt góc của Văn Khang, Văn Tú đánh đầu vào trong để Đức Anh đánh đầu nối, ấn định chiến thắng 5-1 cho U20 Việt Nam. Ngay sau đó, trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu với tỷ số 5-1 cho U20 Việt Nam. Với tỷ số này, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam tạm thời dẫn đầu bảng F, chờ đợi kết quả của hai đội Indonesia và Timor Leste thi đấu sau ít giờ. Sau trận thi đấu với U20 Hồng Kông, U20 Việt Nam sẽ còn hai trận đấu kế tiếp gặp U20 Timor Leste ngày 16 tháng 9 và đội chủ nhà Indonesia ngày 18 tháng 9. Họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hồng Kông lên tiếng thừa nhận trình độ U20 Việt Nam vượt quá xa, đạt tầm châu lục.
Ở trận mở màn vòng loại U20 châu Á, bảng F, U20 Việt Nam đã giành chiến thắng cách biệt 5-1 trước U20 Hồng Kông, qua đó tạm dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong buổi họp báo, huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho biết, ở trận đấu này, ông đã trao cơ hội cho một số cầu thủ dự bị và họ đã thi đấu cực kỳ tốt. Không có sự bỡ ngỡ nào ở trận đấu đầu tiên tại đấu trường châu lục, họ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong trận đấu này. Đây là các cầu thủ vẫn còn nhỏ tuổi nhưng sẽ tạo được sự cạnh tranh, thúc đẩy đàn anh trong thời gian sắp tới, huấn luyện viên Đinh Thế Nam trả lời. Tôi rất vui khi đội đã giành chiến thắng ở trận đầu tiên, các cầu thủ chơi đã gây sức ép tốt lên phía cầu môn của U20 Hồng Kông. Tuy nhiên, tôi muốn khâu phối hợp phải nhuần nhuyễn hơn nữa. Ở nửa cuối hiệp 2, một số cầu thủ đã có tinh thần thi đấu chập chờn, chủ quan trong khâu phòng ngự, dẫn đến pha phạm lỗi theo tôi không đáng có để đối thủ rút ngắn tỷ số, huấn luyện viên Đinh Thế Nam nhận định. Tuy giành chiến thắng cách biệt, nhưng tôi đã chỉ đạo các học trò không được chủ quan, phải luôn tập trung vì cơ hội của U20 Việt Nam được quyết định ở hai trận sắp tới. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên đội tuyển U20 Hồng Kông Trương Kim Phong cho biết, ông ấn tượng với toàn đội Việt Nam. Trong hiệp 1, Việt Nam chơi pressing rất hay, khiến Hồng Kông phải lùi sâu về phòng ngự và phá bóng dài nhằm vào lối chơi của Việt Nam, khiến Việt Nam không chơi ban bật được. Tuy nhiên, họ có những cầu thủ quá xuất sắc. Chính vì thế, đội chúng tôi đã phải chịu thua hai bàn thắng ngay trong hiệp 1. Tiếp đến hiệp 2, Hồng Kông đã chơi hay, khởi sắc hơn hiệp 1, điển hình là bàn thắng rút ngắn tỷ số của các học trò. Nhưng theo tôi nghĩ, đó là đối thủ Việt Nam đã hơi chủ quan khi dẫn chúng tôi 4 bàn. Tôi hết sức hài lòng với màn trình diễn của học trò ở trận đấu này. Bên phía U20 Việt Nam, tôi cực kỳ ấn tượng với đội trưởng Khuất Văn Khang, một cầu thủ nhỏ con nhưng chiến thuật tư duy trận đấu quá tốt, phải nói là đạt tầm châu lục. Một lần nữa, xin chúc mừng chiến thắng của thầy trò ông Đinh Thế Nam, chúc đội tuyển U20 sẽ thi đấu thành công hơn nữa trong các trận sắp tới. Về phía U20 Hồng Kông, chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt các trận tiếp theo, ít nhất là sẽ giành điểm số tại giải thi đấu lần này. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, đội trưởng Khuất Văn Khang chia sẻ, toàn đội hôm nay chơi tốt, đã thi đấu theo đúng chiến thuật của ban huấn luyện đề ra. Chiến thắng này, chúng em dành tặng cho Văn Trường và toàn thể người hâm mộ nước nhà. Toàn đội sau trận đấu này sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần và tập trung tối đa cho các trận kế tiếp để giành vị trí nhất bảng nhằm chiếm suất đến Uzbekistan dự vòng chung kết U20 châu Á.